hoài, hồi nãy tao xử tao bây giờ. Trời, nó ăn trời dễ thương quá à. Tao nói rồi đó nghe, mày đem mấy vịt gà đó đi đâu thì đi, để mưa thì gió không gần mà nuôi gì mà nuôi. Dạ, con biết rồi. Thì sao vậy ta? À, mình biết rồi. Giờ mình đi qua chị Phương nè, hỏi chị Phương cách nào nuôi mấy con này giúp mình đâu. Ủa tí, thì nuôi thì gió, mình mưng cái thùng gì đi đâu hả? Thiện mưng qua chị rồi chị Phương. Mẹ bên trong này á, lại có mua gà dịch về nuôi rồi chị Phương. Mà có điều á, em mua về nuôi á chứ không phải em bắt chữ quá trời không cho em nuôi. Bởi vậy em mới phân qua chị nè, có chị có cách nào mà nuôi giúp em không? Trời ơi, mấy con vịt gà cũng dễ thương quá ha. Em nuôi được mấy ngày rồi Tiên? Em nuôi được 2-3 ngày chị Phương ơi, mà bà ngoại em mới chữ hoài à. Cưng đem qua bóc tử về chuồng cho mà nuôi. Thôi Phương ơi, ghét nuôi giúp em đi. Ừ, chị có ý này nè. Ngày mai á, Cưng đánh giờ nào á, thì qua hai chị em mình á làm chuồng cho mấy con gà ăn vịt này nè, để cho nó ở. Em thấy được đó chị Phương. Ờ, trời ơi, những mấy gà ăn vịt này dễ thương quá ha. Đúng rồi đó. Rồi, chạy nắp lại đi. Ngủ đi nghe mấy con, ngày mơ á, ngày mốt là mấy con á có nhà ở rồi đó. Đúng rồi, có nhà mới ở rồi. Trời, Cưng có cho nó ăn gì chưa? Trời, chị Phương ơi, hồi nãy mới cho gọi á. À, chị Phương ơi, chị em đi về nha. Đúng rồi, hồi nãy chữ nữa. Rồi, ok, con đi về đi. Rồi, nào ngảnh nó nhớ qua tiếp chuyện nha. Ngủ đi nha mấy con. Mời có nhà mới rồi đó. Nãy giờ chị thấy chỗ này á, đồ nhất rồi đó Tân ơi. Đúng rồi chị Phương, thấy vậy nữa. Ừ, rồi giờ mình chào các bạn đi nè. Dạ. Chào bạn, chị trở lại kênh của mình. Thì nãy giờ mình với Tiên các bạn đi kiếm vòng vòng cái phân này nè, coi có chỗ nào hợp lý mình nuôi mấy con vịt con gà. Mà ngày hôm qua anh Tiên á, đã đem qua các bạn. Thì mình thấy cái chỗ hồ cá này á, là hợp lý nhất luôn rồi đó. Tại vì á, có hồ cá này nè, lâu dữ lắm rồi, mình cũng không có nuôi cá nữa. Giờ mình thấy đây á, có hồ, có núi này kia nữa các bạn. Phong cảnh đẹp nè. Rồi mấy em cái đây là hồ cá mòn, có thể chứa nước để cho mấy em vịt mình bơi tung tắng đây là vui chơi các bạn. Đó, quá trời đẹp luôn rồi. Chị Phương ơi, em nhớ làm vịt lội nước dưới nước được nè. Đúng rồi. Còn gà đâu lội đâu chị Phương. Rồi, cũng nói gì vậy Tiên. Bây giờ về đi ha. Đó. Diễn tả cho mình coi nè. À, vịt thì chị sẽ chia ra là phân nữa. Một bên là cho vịt nè, một bên là cho gà. Gà bên đây đúng không? Chị sẽ lót sàn bít ra hết trơn luôn cho những con gà nó ở trên bờ. Thằng vịt á, sau khi tắm xong rồi thấy lên đây thì nó quẩy lông. Rồi cái chỗ này đúng không? Dạ. Là chị sẽ làm hàng gào gào để hết luôn. Đừng có cho mấy em vịt, em gà đi ra. Dạ. Mình á, có thể tạo cảnh quan nè. Rồi á, mình buồn buồn á, ra đây ngắm cảnh. Thì ngắm những em vịt, em gà chơi tung tăng ở đây luôn. À, chị nói làm nghe hay đẹp nữa chứ Phương. Ờ, giờ không nói gì vòng nữa. Hai chị em mình á, đi ra sau mẹ kiếm nguyên liệu để mình làm nè. Dạ. Chị lấy lẹ đi ơi, chị mưa lâm tâm rồi kìa. Dạ. Chị nhớ đằng sau á, chị còn bớ lứ nè, dây thẳng cỏ á, mình lấy gì làm được á Tiên. Dạ, để đi. Tiên, Tiên, cái này nè. Rồi, để đi Tiên. Trời ơi, còn mưa lâm râm kìa. Đợi chị nào hết mưa đi, thì hai chị em bắt đầu làm. Dạ. Giờ ông trời mưa cũng có tiếng đồng hồ đó các bạn. Bây giờ mới tạnh nè. Mà giờ tạnh ra thì á Tiên tới giờ đi học các bạn ơi. Giờ còn có mình nè. Thôi kệ, một mình là một mình có ở đâu. Trời, đầu tiên á mình phải vệ sinh cái hồ cá này trước nè. Ở đây mình có chuẩn bị mấy bàn chải nè các bạn. Rồi trước tiên á mình sẽ vệ sinh cái đáy hồ trước mình nha các bạn. Sau đó mình đã còn vệ sinh cái thành gạch này nè ha, gông điêu tùm lum hết chân nè các bạn thấy không. Rồi mình còn vệ sinh mấy cái hòn đá rồi nữa cho nó thật đẹp nè, mấy em vịt em gà của mình á vô vui chơi.
đầy sạch rồi đó. Bây giờ mình sẽ để cho nước ở trong hồ này chảy ra hết rồi nha. Sau đó mình sẽ thiết kế cái hàng rào trên đây nè các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Sau khi mình vệ sinh xong thì cái hòn non của mình cũng rất là đẹp luôn nha. Thì mình sẽ thiết kế một cái tấm dáng ở trên đây nè. Sau đó lót thảm cỏ lên thì cho những em gà chơi bên đây nha các bạn. Còn bên đây là phần của em vịt nè. Tại vì mấy bản tính của mấy con vịt thì rất là thích nước luôn nha. Tại vì nó bơi tung tăng nè. Thì bên đây mình sẽ chứa nước cho mấy em vịt nha các bạn. Ở bên gà thì ở đây có một cái hang các bạn ơi. Tối tối thì có thể mấy con gà nó chui vô đây nó ngủ nè. Thì tối mình sẽ đốt đèn cho mấy em gà và em vịt nó ấm áp nha. Rồi bước đầu tiên thì mình sẽ thiết kế cái sàn cho mấy em gà trước nha các bạn. Giờ mình dùng cái miếng này đi. Rồi bây giờ mình sẽ thiết kế cái sàn này nha. Đó, mình sẽ lấy mực theo cái này nè. Rồi, rồi. Rồi, đưa vô thử coi. Rồi, xong. Đây là phần ở của gà này nha các bạn. Chút xíu nữa thì mình xin lót thảm cỏ trên đây nè. Đó, nhìn nó rất là thơ mộng luôn nha. Còn bên kia là phần của vịt. Tiếp theo thì mình sẽ làm hàng rào vòng vòng này nha. Làm hàng rào xong rồi mình sẽ trang trí. Mình đã làm xong cái trụ gào này các bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ đi cắt lưới nha. Ốp vô nữa, vậy là xong cái phần hàng gào. Rồi mình trang trí vô đây nữa là nuôi mấy con gà ăn vịt được đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy thước nè, em mà đo. Giờ tới miếng tiếp theo nè. Dạ. Dạ Tiên, con cầm chị đi, chị nói vô. Ok.
Nè Tiên ơi, trời sắp tối rồi đó, gán làm hôm nay cho xong thằng Dạo đi, ngày mai hai chị em trang trí nữa là xong ngôi nhà cho mấy con vịt gà nó ở rồi. Dạ. Rồi xong rồi đó Tiên ơi. Ủa chị Phương ơi, còn lỗ đằng kia sao hả? Ừ ha, nãy giờ chưa quên nữa, còn lỗ đằng đây nữa nè. Tự đi đóng cây rồi mình ớt cái hàng rào đó là xong rồi. Dạ. Rồi qua đây dịch cho chị đi. Dạ. Rồi xong rồi đó. Vậy mình đã làm xong cái hàng rào này các bạn ơi. Ngày hôm nay thì hai chị em mình nó hoàn thiện cái hàng rào này nha. Giờ này thì trời cũng sắp tối nè, còn mưa lâm râm nữa chứ. Thôi ngày mai hai chị em mình tiếp tục quay ở đây rồi trang trí nè. Dạ. Thôi chị Phương ơi, về em đi về tắm rửa học bài chị Phương. Ờ, chị cũng đi vô luôn nè. Dạ. Later that night. Giờ mình làm gì nữa chị Phương? Em thấy gì thả rồi đâu được rồi đó. Vậy sao đẹp cưng? Bây giờ mấy chị em mình đi lấy thảm cỏ nhân tạo nè, rồi mình cắt theo cái này để cho mấy em gã trên đây ở. Rồi dạ. Đi nè Tiên. Kè cỏ kè đó chị Tiên. Dạ. Ôi con ơi, nhà chứ không làm để gì hả? À, cái nhà này hả, là chị làm cho mấy con vịt á. Hồi tối chị chợt nhớ ra mày con gà chị có cái hang để mà ngủ nè. Con vịt thì chưa có chỗ nào để mà ngủ chân á. Rồi chị mới sơn ngay Tiên, đừng đụng vô nha. Em lỡ đụng luôn chị Phương ơi. Thánh thần ơi. Dạ, đem cỏ ở đây nè. Để chị Phương. Kéo cho bằng cái mí như vậy rồi. Rồi, được rồi đó. Rồi căng ra chị Tiên. Dạ. Chị dễ cắt nè. Rồi xong. Để lên đây nè. Căng căng ra Tiên. Dạ. Để cái miếng nè. Dịnh đi, chị cắt cái này nữa là xong rồi đó Tiên. Dạ. Rồi xong. Rồi xong rồi nè. Rồi xong rồi đó, Tiên thấy sao Tiên? Chị Phương ơi, công nhận chỗ mấy gà ở yên quá hả chị Phương? Ờ đúng rồi, có cỏ hết nè. Rồi có mấy căn nhà mini nhìn cũng dễ thương quá ha. Đúng rồi đó. Giờ Tiên lại đẳng leo nước đi. Hai chị em mình lại bơm nước ra thử. Mình thả gà dịch vô. Ờ lẹ thì Tiên ơi chị nôn quá à. Dạ. Ờ nước chảy quá trời chị Phương ơi. Rồi đưa đây, bơm vô nè. Dạ. Ở đây mở tay chị Phương ơi. Mình bơm nước vô đây nè các bạn, cho mấy em vịt mình bơi lội nè, rồi tắm dưới đây nè nha. Em thấy bơm nước vô cảnh đẹp hết chú Phương. Ờ đúng rồi. Chị Phương ơi, bơm nước gì được chưa? Mình bơm nước cái hồ này cho nó xem xét đá này nè Tiên. Cho mấy em vịt bơi dưới đây không rồi á. Có thể leo lên đây nè, để mày chảy cách này kia nọ. Dạ. Em thấy đầy á chú Phương ơi. Ờ, mình bơm nước gì được đó Tiên. Tiên vô chổng lấy mấy em vịt gà ra đây, thả vô đây nè. Dạ. Rồi đem qua đây nè Tiên. Chị Phương. Vô đây, chị thả cho. Trời ơi, mình có nhà mới ở rồi nha. Ở đây á chật hẹp nè, ra ngoài đây ở đi cho nó rộng rãi còn cảnh đẹp nữa. Rồi thả vịt xíu nè, giờ cho nó làm quen nước cái đi. Đó, đó. Vịt lội kìa bạn. Trời ơi, muốn lên không ạ? À? Từ từ đi, mấy con sẽ quen, mình thích thú cái chỗ này. Nè, thả mấy em vịt vô. Vịt thì ở dưới nước thì nha các bạn. Con gà mình thả thảm cỏ bên kia. Ôi, sợ chốn rồi chị Phương ơi. Ừ. Như con ta. Rồi. Đó. Rồi các bạn coi kìa, mấy em vịt tắm kìa bạn. Cái này là lần đầu tiên xuống nước con kìa. Các bạn nhìn thấy nó hết thú rồi chưa? Nó dễ nước kìa bạn. Nào tắm xong rồi nhìn lên đây nè. Thấy dĩa lông của nó rồi vậy. Kìa kìa nó lặn kìa bạn ơi. Nhìn mấy em vịt này vui mắt quá à. Rồi kế tiếp thì mình sẽ thả con gà lên bờ này nha các bạn. Đó, vui chơi đi các con ơi. Ủa chơi kìa. Quen kìa. Chưa gì chơi đã thấy quen rồi đó nghe. Rồi. Lên hết luôn. Đi tham quan đi. Đó, đi tham quan đi. Làm nhiều đói lắm gì á. Vừa xuống thôi đi kiếm đồ ăn nó mà ghé liền nè, con vàng này nó tham ăn ghê luôn á. Mấy này còn bỡ ngỡ hay là. Đúng rồi, con này còn bỡ ngỡ á. Ê, ê như đi bên kia à. Qua đây nè. Đúng rồi. Nhìn nó thích thú gì đâu luôn các bạn. Ơi, lâu lâu mình ra đây mình bù bù mình ngắm nó cũng vui mắt quá hả Tiên. Dạ đúng rồi. À, thì mình thấy mấy em gà rất là thích thú luôn nha. Còn về em vịt thì nãy giờ tắm quá chừng nè. Rồi ghế cong ghiêu để mà ăn nữa chứ. Em thấy đẹp quá chị Phương ơi. Mà chị Phương ơi, cái con gà này hết nước cái gì á. Ờ đúng rồi, nó xuống nó uống nước nó cưng.
Rồi bây giờ mình sẽ chờ cho căn nhà đó khô nè, mình trang trí lên, mình gắn bóng đèn á, tối mình mở lên cho nó ấm, vậy là xong rồi đó Tiên. Dạ. Lâu lâu buồn buồn á, gì này cái nọ ra đây ngắm được nè. Dạ. Gà nó xuống nó uống nước các bạn. Mấy con gà này á nhỏ nhỏ á, nhìn dễ thương ghê luôn á nha. Đó, thì bây giờ mình đang thấy mấy con gà đó đi. Trời ơi lọt xuống dưới nước nữa chứ. Mà mấy em gà này có thể tự leo lên được chứ mình không có lo nha các bạn ơi. Còn bên đây là mấy em vịt gà, các bạn thấy không, có một em vịt leo lên để mà ghé lông mình kìa các bạn. Tính ra mấy em vịt này cũng biết khám phá quá chứ. Trời ơi sao mấy con gà không leo lên ha. Kìa. Rồi nhảy xuống tắm tiếp. Rồi gà leo qua cầu kìa bạn ơi, quá dữ luôn. Later. Đợi chị ơi Tiên. Đó trời này là trời sắp tối rồi nè, chuyến mưa nữa. Mình nắp lẹ chuyến nhà cho mấy em vịt em gà ở nè. Dạ. Lắp nhà là lắp bóng đèn luôn. Đây. Hồi đó chị nuôi cá thì câu có bóng đèn trên đây nè Tiên. Giờ chị lấy ra chị câu lại nè. Dạ. Rồi xong giờ mình sắp xếp nhà đây nè. Mở bóng đèn lên mình lùa mấy em gà vịt vô ngủ. Để em ló mặt cưa vô cho mấy em gà tối cũng ấm rồi chị Phương. Ờ. Giờ chị câu đèn nghe con coi đèn, đèn sáng chưa nha Tiên. Dạ. Cháy chị Tiên. Cháy rồi chị Phương ơi. Ok. Trời ơi con ló mặt cưa hả Tiên? Dạ. Ủa trời mấy gà này nè qua hay có mấy con nè, làm gì qua nhà của người ta, nhà con vịt mà. Vô. Rồi. Mấy con này đi ra luôn. Còn con thì Phương ơi. Ừ. Rồi, con về đây. Trời ơi, đã. Vô, vô hang đi con. Thánh thần ơi, ừ. Nhà mình mình mở qua nhà, ở nhà người ta không chạy. Trời ơi, nhà này mình rồi, nó không chịu trong hang á. Thôi chạy đi Tiên ơi, giờ chị để chén đồ ăn vô nè. Rồi hỏi mấy con vịt lên á, cho nó ở chung luôn. Dạ. Rồi bắt vịt lên nè, có con ở trong hang à trời. Trời ơi, tối rồi, vô ngủ nè. Lội hoài sao. Đó, vô ngủ rồi vô Tiên. Dạ. Ôi chị Phương ơi, xuống ngoài luôn rồi. Này nè, vô nhà đi, có đồ ăn ở chỗ ra. Nãy giờ chưa biết có đồ ăn trong nhà đó Tiên. Đúng rồi. Ở vô đây. Được không? Mấy con này nó lì. Trời ơi, 5 con vịt, 3 con gà chui vô cái nhà này ở nè. Tại vì ở chỗ mai nó có bóng đèn các bạn, nó ấm dữ lắm. Bởi chị chen vô ở. Rồi mấy con gà cũng chen vô chung với mấy con vịt nữa chứ. Thôi kệ chị Phương ơi, ở chung cho nó ấm. Ừ. Đó, ở chỗ để chén thức ăn, dằn ăn quá trời luôn rồi kìa các bạn. Còn hai con ở trong đây á, thì nó ở trong hang các bạn. Đó, nó đang sưởi ấm cho nhau hay gì đó. Thì ngày hôm nay á, mình đã làm xong nơi ở cho mấy em gà em vịt nha các bạn. Một nơi á, cho gà nè, còn một nơi á, thì cho vịt. Mà mấy con gà này á, cứ qua ở nhà em vịt hoài à. Chắc tại ấm các bạn, mình có đút đèn cho nó nè nè. Đừng có cho nó lạnh này nha. Thấy sao Tiên? Em thấy nhà đẹp quá chị Phương ơi, chị làm khéo tay quá à. Ờ, cái này là rất là đẹp nha các bạn. Lâu lâu mình buồn á, mình thấy ra đây mình ngắm thôi nè. Mình thấy thời lượng video của mình cũng đã dài rồi. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn thích video này của mình, đăng ký, like, bấm chuông để nhận được video sớm nhất từ kênh của mình. Còn bây giờ thì bye bye. Rồi vô ngủ đi con. Chị Phương ơi, bắt nó lên chị Phương. Ờ. Đó, cũng coi nó vô ngủ kìa, thấy thương không Tiên? Quá trời dễ thương luôn rồi. Thôi giờ mấy chị em mình cũng vô học bài luôn nè.